Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 10 giờ tối, tức là 22 giờ của ngày mùng 18 tháng 10 năm 2021. Và thật sự tôi muốn hỏi những 3C. 3C là ba chữ C, thì các bác có thể rằng là suy nghĩ xem những người đó đang suy nghĩ gì về giờ này. Bởi vì thông tin trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà tôi đang đi cùng với bạn bè không kịp làm tin sớm với các bác, thì rất nhiều người đã nhắn tin với tôi nói rằng là ồ, anh Hoàng đoán như thần, bởi vì là mọi thứ đều đúng như là những cái logic mà mọi người suy luận. Nói thế nào được bây giờ các bác nhỉ? Bởi vì rằng là chúng ta thử qua ba cái thông tin này để chúng ta có thể thấy được bản chất của vấn đề nó là cái gì, liên quan tới drama chị Phương Hằng tố bị luật sư và bên phía của Võ Hoàng Yên hành hung tại trụ sở cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, tức là PC02, cảnh sát điều tra. Rất là buồn cười bởi vì rằng nhiều người vẫn nghĩ rằng đó là một cái điều gì đấy, đúng không ạ? Báo cáo với các bác, vào lúc 19 giờ 32 phút, tức là 7 rưỡi tối, thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra cái thông tin rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Và theo đó thì báo cáo với các bác rằng là đây là quá trình chính thức. Đó. Theo đó thì ngày 17 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, ngụ tại quận 1, đã sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để livestream cho biết trong buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên vào ngày 16 tháng 10 năm 2021. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thì bà bị ông Yên và bốn luật sư đi cùng hành hung. Về việc này thì công an thành phố thông tin như sau: cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát hình sự PC02 đang điều tra và xác minh đơn của bà Hằng tố giác ông Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa tố giác và người bị tố giác. Do đó, cơ quan điều tra đã trao đổi kiểm sát viên để tiến hành đối chất theo luật định. Quá trình tham gia đối chất thì vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 10 tại trụ sở phòng PC02 có hai điều tra viên và một cán bộ điều tra của phòng PC02 chủ trì tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Hằng cùng với luật sư Hồ Nguyên Lễ, phía người bị tố giác là ông Yên và bốn luật sư là Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân, Võ Thị Thu Trang và Nguyễn Minh Hưng. Trong suốt quá trình buổi đối chất thì cơ quan điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát và hành hung giữa ông Yên và luật sư của bà Hằng và các luật sư của bà Hằng. Lúc 10 giờ ngày 18 tháng 10 thì cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với bà Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ để xác nhận việc này. Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra vụ việc đúng theo quy định của pháp luật. Chúng ta dừng tại thông tin này một chút, bởi vì rằng là cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ cái việc này để mà xem là tội vu khống hay thế nào đó nha các bác. Các bác 3C thử suy nghĩ xem có ai dở hơi đến cái mức độ rằng là hành hung người khác ngay tại trụ sở cơ quan công an hay không. Đặc biệt những người này không phải là đầu bò đuôi biếu giống như rằng là Đường Nhuệ. Nhiều bác cứ ví dụ vụ Đường Nhuệ qua đây thì phải nói rằng là tôi nhiều khi cũng không hiểu, các bác cứ làm như là cơ quan công an dễ vào. Đường Nhuệ người ta phải là ăn gọi là luồn sâu rồi nọ kia đến 10 năm rồi may ra mới được cái kiểu như thế. Thì và vụ Đường Nhuệ thì cũng là cái vụ hy hữu ở Việt Nam chứ đâu phải là vụ phổ biến đâu, không phải phổ biến mà các bác suy luận kiểu như thế thì không biết suy nghĩ gì. Thì ở đây các bác có thể thấy rằng là không có cái chuyện đó tại PC02 và cơ quan thành công an thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức xác nhận cái điều này và đã được thông báo tại cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bác tìm hiểu thêm nhiều bài báo khác để thấy rằng là, ồ, tại sao chúng ta lại dễ dàng tin những giấc mơ, tin của một người đàn bà mà đã có rất nhiều lần tin nó sai sự thật. Và việc này thì đã được làm việc với bà Phương Hằng vào ngày 18, nghĩa là buổi chiều nay, là ngày hôm nay đấy, các bác, và đã xác nhận cái điều này rồi. Vậy thì ai là người mới lo lắng tại đây? Xin hỏi các bác là các bác tin vào điều gì? Đúng không ạ? Tin vào điều gì? Chúng ta tiếp tục qua cái thông tin thứ hai cũng liên quan tới drama này thì các bác có thể rằng là tìm hiểu và suy nghĩ.
Bởi vì là trong đó các bác có thể thấy rằng là đấy là thông tin tổng hợp trên báo Tuổi Trẻ, nhưng mà ở đây nó có cái thông tin thế này nữa. Đó chính là công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc với bà Phương Hằng và luật sư phía ông Võ Hoàng Yên. Đó. Vào tối ngày 18 tháng 10, tức là tối nay này, thì phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đã đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội về việc mình bị hành hung. Các bác nên nhớ rằng là sau khi làm việc với bà Phương Hằng thì công an thành phố Hồ Chí Minh mới đưa thông tin này lên nha các bác. Và các bác có thể thấy rõ cái điều đó. Đấy. Và trong quá trình điều tra thì nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác. Đó chính là cái việc mà bà Nguyễn Phương Hằng, tức là CEO Nguyễn Phương Hằng, đã tố cáo rằng ông Võ Hoàng Yên không trả tiền. Nhưng thực tế cái chữ ký mà bà đã biên nhận tiền thì đã được cơ quan điều tra, tức là cục nghĩa là cục giám định hình sự, người ta đã xác định cái chữ ký đó là thật, nghĩa là chị đã nhận tiền rồi. Các bác hiểu không? Đó là chị đã nhận tiền rồi. Các bác đã nhận tiền rồi mà các bác lại tố giác người khác chưa trả tiền thì các bác có đúng hay không? Tôi chưa bạn loạn bàn tới cái vấn đề rằng là Võ Hoàng Yên có chữa được bệnh hay không chữa bệnh. Nhiều khi người ta cứ lan man cái đoạn đó. Cái đoạn đó tách riêng ra đi. Nên tôi chia sẻ với các bác thế. Và tôi phản đối cái điều này và muốn làm rõ việc Hoàng Yên chữa bệnh được hay không chữa bệnh thì nó phải có cái cơ quan chuyên môn là Bộ Y tế vào để giám định. Nhưng ở đây chúng ta đang nói về việc hành hung và cái việc mà tố giác rằng là lừa tiền hay không lừa tiền. Đó, đây là hai cái sự việc hoàn toàn khác hẳn với nhau và chúng ta phải tách nó ra để chúng ta suy nghĩ. Chứ không phải rằng là anh sai một cái mà anh sai hoàn toàn tất cả mọi thứ khác được. Đúng không ạ? Thì ở đây các bác có thể thấy rằng là liên quan tới việc này thì CEO Phương Hằng, cái việc giám định hình sự liên quan đến cái chữ ký thì đã xác định rằng là chữ ký của CEO Phương Hằng là thật chứ không phải là giả. Nghĩa rằng là theo cái chỗ đó thì là chị đã nhận tiền rồi. Vậy chị đã nhận tiền rồi, tại sao chị lại bảo người ta chưa nhận tiền? Đó là câu hỏi rất đơn giản. Nhưng tại sao mọi người cứ cứ suy nghĩ, cứ 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 phải lăn tăn cái việc đó? Nếu mà chị chưa nhận tiền thì tại sao chị đã ký vào đấy? Chị có bị sức ép nào không? Chị có bị rằng là người ta giam lỏng hay không? Chị có bị người ta ép cung nhục hình hay không? Để mà chị ký vào chỗ đó thì phải nói rõ chứ. Nhưng đây chị đã ký vào rồi thì có nghĩa rằng là nếu như không có những cái việc trên thì chị đã nhận đủ tiền. Và việc này cũng hoàn toàn dễ xác minh khi mà người ta giám định cái, nghĩa là người ta sao kê cái của chị. Vậy thì chị có dám sao kê hay không để chứng minh? Đúng không ạ? Đơn giản những cái việc đó nó hoàn toàn dễ hiểu khi làm những việc này. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng rằng là có một người gian dối ở đó và nhiều khi những người đó lại là idol của ai đó. Lại là idol, nghĩa là thần tượng của ai đó. Thì các bác thử suy nghĩ một chút. Không phải những gì chúng ta thần tượng chắc gì đã là sự thật. Nhiều bác sẽ lấy ví dụ Trần Hùng ở đây, nhưng tôi xin báo cáo với các bác rằng là nếu anh Trần Hùng mà có bằng chứng vững chắc như kiểu cái giám định hình sự này thì tôi xin lỗi, tôi là người đầu tiên tôi phê phán ông Trần Hùng. Bởi vì chúng tôi là làm việc theo tôn chỉ và nếu như có ai đó không làm việc theo tôn chỉ đó thì người đó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và chúng tôi ủng hộ pháp luật sẽ xử lý những người như thế. Đó. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng là hình như có một người gian dối và người gian dối này ở đây là ai thì các bác nếu mà bỏ qua cái cảm xúc, bỏ qua cái gọi rằng là thần tượng hóa, fan cuồng quá thì các bác sẽ hiểu được rằng là ai là người gian dối ở chỗ này. Đó. À, rất là buồn. Đó. Và các bác có thể thấy thế này, sự việc đã không dừng ở đó. Bởi vì luật sư Lê Thành Kính của bên phía Võ Hoàng Yên đã đề nghị công an thành phố Hồ Chí Minh để xác minh và xử lý việc bà Hằng vu khống. Đó. Và công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn của luật sư Lê Thành Kính đề nghị xử lý vụ việc liên quan tới buổi làm việc tại phòng cảnh sát hình sự hôm 16 tháng 10. Và theo đó ông Kính đã đề nghị công an xác minh xử lý việc bà Phương Hằng vu khống ông. Và dưới là các buổi làm việc và rất là rõ ràng. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy điều này, không phải anh chị muốn nói gì thì nói. Tôi có vẻ như là thấy một cái sự việc nó ở đây, có nghĩa rằng là gần hình như là idol của các bác là cảm thấy rằng mình rõ ràng mình thua trong cái việc này, cho nên là muốn người khác, muốn cơ quan khác là thụ lý cái việc đó.
Chính vì thế bất chấp mọi thủ đoạn để làm cái việc này. Bất chấp mọi thủ đoạn nha các bác, để làm cái việc này. Và ở đây các bác có thể thấy rằng là để kéo dài thêm một chút thời gian để có thể là lên trên mạng xã hội tiếp tục livestream và gọi rằng là chúng ta hay dùng cái từ tẩy trắng, đúng không? Thì ở đây ai tẩy trắng ai? Thế tôi hỏi thật, ai ở đây ai tẩy trắng ai? Các bác thử suy nghĩ một chút xem, ai tẩy trắng ai ở đây? Đó. Và tôi còn biết thêm một cái thông tin chấn động nữa như thế này. Hoàn toàn cái việc mà Võ Hoàng Yên đáng nhẽ đã được xử lý từ cái thời tháng 2, tháng 3. Và các bác là như thế. Thế nhưng mà chính bản thân CEO đó đã từ chối cái việc này. Đã từ chối cái việc này. Đây là lời của một tổng biên tập báo mà đã rất nhiệt tình những việc đó. Nhưng chị đã thấy rằng là CEO của chúng ta không muốn sự thật. Không muốn sự thật. Không muốn được trình tự giải quyết theo pháp luật. Mà muốn trở thành một cái gì đó nó nổi tiếng, công lao vân 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 để mà mang lại cái vinh quang về cho mình, chứ không phải là muốn cái sự thật. Chứ nếu không nó đã không đến thời điểm như bây giờ để mà làm cách phức tạp hóa vấn đề. Chắc chắn anh Dũng là vôi biết rằng là tôi đang nói về tổng biên tập nào, cựu tổng biên tập nào làm cái việc này. Người ta làm hoàn toàn vì chí công vô tư và không có một xu một cắc nào lấy của anh chị. Người ta chỉ muốn sự thật và người ta muốn rằng là các bệnh nhân không bao giờ bị lừa đảo bởi Võ Hoàng Yên nữa. Nhưng ở đây ấy, chị không muốn thế. Tôi nói thẳng luôn, chị không muốn thế. Không phải tôi không biết để mà nói cái chuyện này, nhưng để tôi nói chia sẻ với các bác và dần dần tôi sẽ phanh phui cái sự thật cho các bác biết rằng là mọi thứ nó đang diễn tiến như thế nào, để thấy rằng là câu chuyện nó không hề đơn giản như các bác nghĩ đó. Và các bác đang bị dẫn dắt bởi ai, cảm xúc bị chi phối bởi ai, và các bác sẵn sàng mà chúng ta gọi là 3C đấy, 3C dẫn dắt đấy, nó như thế nào? Báo cáo với các bác là như vậy. Tôi chỉ nói đến đây thôi. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Các bác muốn biết thêm điều gì thì các bác hãy comment ở phía bên dưới và chúng ta sẽ trao đổi thẳng thắn. Tôi sẽ tổng hợp lại và làm những cái video clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.